Nói chung ấy là những mọi người ví dụ mà kinh doanh buôn bán ấy, theo mình mà các bạn mà bắt đầu từ cái việc mà kinh doanh buôn bán ấy mà các bạn thích mặc như kiểu mình nhá, mình thì mình thích mặc đồ kiểu màu mè, thích mặc những cái dòng vơ sạc ấy, nhìn nó màu mè nó đẹp thì mình bán cái mặt hàng đấy thì trông rất là ok, rất là dễ, tại vì mình cũng biết rồi mà, thì mình hướng dẫn cho các bạn mặc nó dễ. Còn nếu mà ví dụ mà các bạn mà kiểu ngoan hiền mà trông kiểu bác học ấy mà bán cái quần áo màu mè hoặc là mặc cái bộ mấy bộ quần áo màu mè này, nói thật luôn là không hợp, nó không hợp một tí nào cả. Khó bán á. Thế cho nên là mình yêu cái gì, mình thích cái gì và mình mặc cái gì nó hợp lý ấy, thì mình cứ bán là ok nhất. Thế cho nên có nhiều các bạn cứ bảo sao màu này áo hồng đồng thế này thế lọ, thì mình thấy các bạn ấy thực ra khi các bạn chưa biết gì về gọi là kiểu ăn mặc như này thì các bạn thấy hơi buồn cười. Bentley Trần ơi sang đấy nhá. Thế nhá, mình ăn mình bấm huyệt đây. Bye bye mọi người.